nguyên tố X ở ô số ở ô thứ 17 của bảng tuần hoàn, đúng chưa? Có các phát biểu sau. À, chúng ta sẽ có rất là nhiều phát biểu, 4 phát biểu mà người ta bảo là trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là, được chưa? Tôi sẽ phân tích từng ý một. Đầu tiên ấy, cho nguyên tố X 17 đúng không? Ô số 17. Thì bây giờ thằng ô số 17 á thì có nhiều cách để biết thằng này. Một là các bạn dựa trên cái hồi hè ly bể mà tôi đã chỉ cách chúng ta nhớ 20 nguyên tố đầu, nghe chưa? Hồi hè ly bể bà chọi nên ông phải né là 10, đúng chưa? Nàng mang áo sang phố sửa cho chính là 17. Cho clo vậy là nguyên tố là CL chính là Z bằng 10 17, được chưa? Rồi. CL là Z bằng 17 đấy. X cái độ ổn định lớn và là một phi kim mạnh. Điều này hoàn toàn chính xác nha. Số 1 là đúng này. X là thằng có độ ổn định lớn và là một phi kim mạnh. Trong bảng hệ thống tuần hoàn á thì cái thằng này á, thằng số 17 nó sẽ nằm ở nhóm 7A, được chưa? Ở đây chính là vị trí của con F này. Đây là vị trí của CL này. CL là 17 nằm đây. Đây là cái mực xanh cho chúng ta dễ nhìn nha. Chính là thằng CL nằm đây. Được ha. Vậy bây giờ CL sẽ nằm ở sát bên tay phải của bảng hệ thống tuần hoàn á, là nguyên tắc đi từ trái qua phải. À, đi từ trái qua phải thì độ ổn định sẽ tăng dần. Đúng không ạ? Đi từ trái qua phải độ ổn định tăng dần, đi từ trên xuống dưới thì độ ổn định sẽ giảm dần. Vì rõ ràng là CL chỉ là đứng thấp hơn so với thằng F. Do đó hầu như độ ổn định của nó là lớn đấy. Độ ổn định của nó là một trong top những thằng có độ ổn định lớn. À, vì kim tương đối điển hình, vì kim mạnh. Do đó ý số 1 là hoàn toàn chính xác. Rồi. F là bá đạo nhất thì CL cũng là dạng bá đạo nhì. Rồi dưới anh F thôi. Rồi, số 2, X có thể tạo thành ion bền có dạng là X cộng. Thì thằng CL này tôi đã nói các bạn rồi, nó sẽ nằm ở nhóm gì ạ? Nó nằm ở nhóm 7A trong bảng hệ thống tuần hoàn. Các bạn nhìn bên góc bên phải màn hình. Nằm ở nhóm 7A trong bảng tuần hoàn. Vậy CL sẽ có xu hướng là CL sẽ có xu hướng là gì ạ? CL có 7 ở trong lúc ngoài cùng, vậy là nó sẽ có xu hướng là nhận vào một electron để biến thành ion CL trừ. Tại sao ạ? Tại vì E là mang điện tích âm. Thì do đó khi một nguyên tố nào đó nhận một cái điện tích âm vô, và nguyên tử thì trung hòa về điện, khi mà một nguyên tử nào đó đang trung hòa về điện này, là âm dương bằng nhau, khi nhận điện tích âm vô, nhận một E vô này, thấy chưa? Khi nhận một E vô thì electron đi vào thì này CL sẽ hiện điện tích âm. Quá đơn giản. Đúng không ạ? Mất E đó thì nó sẽ hiện điện tích dương. Vậy thôi, mà đề nó ghi là X có thể tạo thành ion bền có dạng X cộng là sai. Nó sai ở chỗ X cộng ấy, ion bền và có dạng ion gì đó và có dạng là X trừ mới đúng, X cộng là sai. Thì là ý số 2 là sai. Ý số 2 là sai, ý 1 là đúng nè. Rồi, tôi sửa lại rồi luôn đó nha. Ý số 3. Oxide cao nhất của X có dạng X2O5 và là acidic oxide. Thường oxide cao nhất ấy sẽ có dạng của cái quá trị tương ứng chính là thứ tự nhóm của nó luôn. Ví dụ như thằng này CL thuộc nhóm 7A thì các bạn có thể suy ra được công thức oxide của nó sẽ là gì ạ? CL nhóm 7A thì CL2O7. Tại vì cái quá trị tương ứng của nó sẽ là quá trị 7 luôn. Nó tương khớp với cái quá trị 7 số thứ tự trong bảng thống tuần hoàn. Rồi, oxide cao nhất của sẽ có dạng X2O7 chứ không phải X2O5 và là mọi gì đó sai đúng. Và cái sai của chúng ta trong cái này chính là X2O5. Thì câu này cũng là sai luôn. Ý số 3 cũng là sai luôn. Rồi, ý số 4. Hai oxide của X có công thức là HXO4. Điều này đúng ha. Và là một axit mạnh. Điều này hoàn toàn chính xác. Khi mà chúng ta có công thức oxide ở nhận định số 3 đấy là CL2O7, các bạn cho tương tác trực tiếp với nước. Khi một acidic oxide cao nhất nó sẽ chuyển thành axit tương ứng. Trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ kiểu XO2 thì nó không tương tác với nước được thôi. Còn mấy thằng khác thì nó vẫn cộng bình thường được. Ra HCLO4 này. Đấy, rồi các bạn cân bằng lên thêm số 2 vô đây. 2H đủ. 8O đủ. Thì HCLO4 này là một trong những axit rất là mạnh. Công thức HXO4 là đúng. Vậy là ý số 4 là đúng. Vậy là chúng ta thấy là thằng này nhận định đúng ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy là hai đúng hai sai, đúng chưa? Ý số 1, ý số 4 đúng và ý số 2, ý số 3 sai. Vì trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là hai phát biểu đúng là ý số 1 và ý số 4. Và có gì không rõ thì chúng ta bình luận ha. Câu này cũng điển hình.